Thì mình xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh xây dựng của mình nhé. Thì ngày hôm nay thì mình giới thiệu đến tất cả mọi người cách để mà lắp đặt ống hâm tự hoại và cách tô chống thấm hâm tự hoại nhé. Làm sao cho nó thực chuẩn nhất nha mọi người. Thì ở đây cách của mình thì mọi người cũng có thể tham khảo xem nó như thế nào nhé. Thì những ai đã biết rồi thì xin bỏ qua video giúp mình, còn những ai chưa biết thì cũng có thể xem để mà tham khảo thêm. Thì ở đây là cái hâm tự hoại của anh em thợ mình vừa mới hoàn thiện xong ngày hôm qua nha mọi người. Và bây giờ mình đã bơm ít nước vào để mà xem nó có bị thấm ra ngoài không nhé. Ở đây cái hâm tự hoại này được xây bên trong ngôi nhà luôn mọi người. Ở đây bên trong cái móng nhà luôn, và nó nằm ở bên dưới cái nhà vệ sinh luôn nhé. Phần hâm tự hoại này được mình xây bằng gạch nhé. Gạch này thì nó rộng 15 phân rưỡi nha mọi người, và được xây nằm nhé. Và ở tường giữa ngăn này thì mình xây nghiêng. Cái bề phụt này thì nó có chiều sâu là 1m6 nha. Và chiều ngang này là 2m. Và chiều rộng kia là 3m2 nha, cho cả hai ngăn. Thì cái hầm tự hoại này gồm có 3 ngăn cả hết nha. Nhưng mình xây một ngăn ra ở phía bên ngoài này thôi nha. Nên ở đây dưới nhà chỉ có hai ngăn chính thôi. Ngăn này là ngăn chứa, ngăn này là ngăn lọc. Tiếp theo mình sẽ xây một cái ngăn thứ ba lọc ở bên ngoài này. Và mình sau đó mình sẽ thải ngược lại vào cái cổng này nha. Ở đây, đây có một cái cổng nha mọi người. Thì tổng cộng là mình sẽ xây 3 ngăn, sau đó mới thải vào cổng nha. Đây. Và trước khi mình sẽ giới thiệu cách lắp đặt hệ thống ống này cho mọi người tham khảo nha. Thì ở đây mình đã đúc sẵn 4 tấm nắp nha mọi người. 4 tấm nắp. Và mình có móc sẵn những cái sắt kia để mà khi dựng đầy nắp thì mình nhanh hơn mọi người. Thì cơ cấu nó hoạt động thì đơn giản thôi. Vì cái hâm tự hoại này nó nằm ở bên dưới nhà vệ sinh, nên mình sẽ đặt ống từ bể phụt, nó sẽ xuống trực tiếp trên nắp xuống luôn nha. Mình sẽ tính toán chi tiết và đo chi tiết để mình lắp chính xác ở trên cái nắp luôn. Thì ở đây là cái ống thoát của bể phụt từng một nha mọi người, gọi là ở đây luôn á. Tiếp ở đây thì mình sẽ đo trước và mình sẽ lắp ở đây, là cái ống bể phụt từng một. Và ở đây là cái bể phụt dựng ống bể phụt từng hai, là ống này sẽ bắt theo hộp ghém mọi người, bắt theo hộp ghém nhé. Hộp ghém nó sẽ nằm ở góc này đây, và nó sẽ dựng lên tầng 2 nhé. Và ống này thì mình sẽ đi ống 110 nha mọi người. Nếu đi ống 90 thì nó sẽ hơi nhỏ nha, mình sẽ đi ống 110. Còn ở đây là ống thông hơi cho bể phụt nhé. Ống này được đi ống 49 mọi người này. Đây thì cái hâm nó hoạt động tốt hay không là phải nhờ cái ống thông hơi, nó phải thông hơi được nó mới hoạt động tốt được mọi người. Còn mà ống thông hơi bị nghẹn thì không cách nào sử dụng được. Thì tùy vào trường hợp, thì nếu mà nhà vệ sinh nó bị hâm này nó nằm ở ngoài thì mình sẽ đặt cái ống dựng theo cái gạch này này mình đi vào. Nhưng mà cái hâm vệ sinh nó, cái nhà vệ sinh nó nằm bên trên thì mình đi ống trên nắp luôn nha. Và ở chỗ mình thì nguyên lý hoạt động của nó thì từ mỗi ngăn này qua ngăn kia thì mình sẽ lắp đặt cái ống, nó có độ giảm dần nhé, từ 5 đến 10 phân. Ví dụ cái
bể cái bể phốt nó được lắp đặt trên cái nắp kia là điểm cao nhất, thì mình sẽ lắp cái ống đi, khi mà chúng ta đi thì nó sẽ sang cái ống này á, để ống này sẽ thấp hơn 10 phân nhé, thấp hơn 10 phân, mình sẽ lắp đặt thấp hơn 10 phân nhé, từ 5 đến 10 phân mọi người, nhưng mà nếu 10 phân thì nó sẽ an toàn hơn. Và từ đây là cái ống ống lọc từ bể thứ nhất sang bể thứ hai, và cái ống từ bể thứ hai sang bể thứ ba thì mình sẽ lắp thấp hơn cái ống này từ 5 đến 10 phân nữa mọi người này. Và điều dùng ở 110 nha mọi người. Chúng ta sẽ lắp một cái co này để chống phân tràn qua nhé. Đây, một cái co xuống và nối thêm một khớp khoảng 2 đến 30 phân. Tương tự bên này cũng vậy luôn. Chúng ta sẽ lắp một cái co xuống khoảng tầm 2 đến 30 phân nhé. Và giữa hai ngang này phải có ống thông hơi nhé. Ống thông hơi thì được lắp cao hơn cái ống lọc này nha mọi người, cao hơn, tuyệt đối không được lắp thấp hơn nha, hoặc bằng, chúng ta phải lắp cao hơn. Đây, đây mình cũng đi ống 49 luôn mọi người này, ống thông hơi. Và cứ thế chúng ta sẽ lắp giảm dần nha mọi người. Và từ đây chúng ta sang bể phốt thứ ba, và từ bể phốt thứ ba đi ngược vào cái cổng này cũng thấp hơn 5 đến 10 phân nữa nha. Là chúng ta đã hoàn thiện cả bể phốt như vậy. Thì mọi người cũng có thể tham khảo cách làm của mình. Nếu mình có chưa, nếu cách làm của mình chưa hay thì mọi người cũng có thể góp ý giúp mình nhé, để mình còn có kinh nghiệm để làm những cái bể phốt tiếp theo nha mọi người. Thì trước khi sử dụng thì mọi người lưu ý bơm nước cho nó 2 phần cái hôm nay là vừa nhé, khoảng tầm 2 phần cái hôm nay thôi là mọi người sử dụng là vừa nhé. Ở đây cái móng anh em mình chờ bôi đất để mà đục đường dăng liên kết mọi người này. Nhưng mà hiện tại đất nó chưa bôi, anh em mình chuyển sang làm cái móng khác mọi người. Thì sau đây là cách hoàn thiện chống thấm cái bể phốt này. Thì mọi người xem và tham khảo xem nó như thế nào nha. Thì anh em mình sử dụng cách này cũng rất là nhiều bể phốt rồi, nhưng hiện tượng rụng nước thì chưa có nha mọi người. Thì mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người thời gian qua đã xem kênh của mình và ủng hộ mình. Mọi người xem nhớ cho mình một like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình, để mình còn có động lực làm những video tiếp theo nha mọi người. Mình xin chân thành cảm ơn rất là nhiều.
Thank you.